Anh Glycine thì không làm quỳ chuyển màu Bởi vì tại sao? Bởi anh Glycine này có một nhóm COH Và một nhóm NH2 Nên nó không làm quỳ chuyển màu Anh Anilin là anh C6H5 NH2 cũng không làm quỳ chuyển màu Vậy ở đây làm quỳ chuyển màu xanh Chỉ có anh Etinamin mà thôi C2H5 NH2 làm quỳ tím Chuyển thành màu xanh các bạn nhớ chưa? Đấy các bạn phải nhớ cái này nhá Ok không? Câu số 3, câu số 3 đáp án gì ạ? các bạn ơi thầy đang có một cái món quà cực kỳ đặc biệt dành cho tất cả các bạn và các em đấy là năm đề thi giữa học kỳ kèm giải phun chi tiết 5 đề này là 5 đề tinh túy do thầy uh, phải mất rất nhiều thời gian và công sức cũng như là trong đó sở hữu khá là nhiều skill của thầy ở bên trong này uh, dành tặng cho những bạn theo dõi buổi live ngày hôm nay Những bạn nào mà muốn nhận được món quà này thì vui lòng là tác thêm ba bạn vào trong buổi live ngày hôm nay Và chỉ cần tác ba bạn thôi thì các bạn sẽ nhận được cái món quà này Gồm có 5 đề thi giữa học kỳ kèm giải phun chi tiết tinh túy nhất của thầy mình Cảm ơn các em Nào câu số 3 Số nhóm amino trong phân tử glycine thì bạn nào mà thuộc ý, thì glycine có một nhóm NH2 và một nhóm ch Có bạn nào mà không thuộc ấy, thì các bạn có thể viết ra đây CH2 này, COOH này, NH2 này đúng không ạ? Vậy thì glycine chúng ta sẽ có một nhóm amino. Đáp án đúng là đáp án C. Đây ạ. Và phát đầu tiên chúng ta gặp được câu số 4 Một câu hỏi về đồng phân amin với phương pháp ba bốn của thầy Minh thì chúng ta sẽ giải nhanh nó như thế nào? Để các bạn cùng chú ý ạ, các bạn cùng chú, ý, các bạn cùng để ý vào đây nhé. Theo các bạn làm các bạn làm bình thường từ trước tới giờ ạ? nào các bạn làm bình thường từ trước tới giờ thì với phương pháp 3 thì các bạn sẽ tìm được số đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức này là bao nhiêu ạ? Nào. Đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức này là bao nhiêu ạ? Các bạn cùng chọn đáp án cho thầy xem nào. Đồng phân amin bậc 1 ạ. Đây là một skill cực kỳ kinh dị và thầy Vinh chỉ dành dạy cho team live Vít thôi nhưng hôm nay thầy lại dạy dành cho tất cả các bạn và các em ạ. Nào đồng phân amin bậc 1 ạ. Ôi thầy nhìn thấy rất nhiều bạn đã là, là tác ba bạn rồi nhá các bạn nhớ nhá điều kiện để nhận được cái món quà ngày hôm nay đấy là comment đáp án cùng thầy này tác ba bạn của các em vào đây vào trong buổi like này và các bạn sẽ nhận được cái bộ 5 đề kèm giải chi tiết thi giữa học kỳ của thầy nào bao nhiêu bao nhiêu đồng phân ạ các bạn nhìn nhá các bạn nhìn thật kỹ nhá được chưa các bạn nhìn thật kỹ nhá đây mình có đây đây này C4H11N này Thầy đưa nó về dạng đề bài hỏi bằng đồng phân amin bậc 1. Mình vừa thầy vừa mới cho ghi chúng ta bằng phân amin bậc 1 ở bên trên này. Đây ạ, R1 N2 các bạn nhìn rõ chưa? Vậy này, ta sẽ có này. C 4 H9 N H2. Và bây giờ câu chuyện của chúng ta chỉ còn đọc thôi. 3 4 5 2 4 8. Vậy 4 của chúng ta có 4. Đúng không? Vậy suy ra chúng ta có 4 đồng phần. Các bạn thấy nhanh chưa Thấy xịn chưa Có bạn hỏi là <laughs> Nấu sách hóa uống có hết mất gốc không? Không, nhưng mà xem like thầy Minh thì chắc chắn hết mất gốc Nếu mà em mà nấu sách hóa uống thì em có thể bị đau bụng Nhưng mà xem like của thầy Minh thì chắc chắn em vừa không bị đau bụng mà em còn hết mất gốc ạ Câu số 5 nào Các em thấy phương pháp giải skill này của thầy xịn không? Đấy, bạn nào mà muốn nhận được cái uh, giải chi tiết Cả 4 bốn buổi like trước thì các bạn nhớ comment nhá và tag các bạn vào đây nhá. Câu số 5 ạ. Câu số 5 ạ. Câu số 5 đáp án gì ạ? Câu số 5 chúng ta là nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm đựng 2 ml dung dịch chất X. Lắc nhẹ thì thấy có kết tủa màu trắng ạ. À kết tủa màu trắng. Vậy thì nó không thể là etanol được, nó không thể axit acetic được. Nó càng không thể là glycerol được mà chỉ có anh anilin thôi. C6H5 N2 tác dụng với Br2, đây là thực hiện phản ứng thế để tạo thành C6H2Br3NH2 kết tủa màu trắng kem nhá, kết tủa màu trắng tinh khôi ạ. Cộng với lại 3HBr. Ok chưa? Đấy nhá. Xịn chưa? Nào, tiếp tục ạ. À. Câu số 6 này, theo câu số 6 dễ ạ. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Cellulose thuộc loại polysaccharide. Đúng rồi, anh này có tên gọi. Rồi, cellulose thuộc loại polysaccharide là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Có nhiều trong gỗ, bông nón và thực ra thì bonus thêm là nó còn có nhiều trong cái sợi len nữa. Vậy công thức của cellulose nó sẽ là C6H10O5 tất cả nợ lần. câu này quá dễ. Câu số 7 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Nào, Có có bạn hỏi là n bằng 5 thì sao? n bằng 5 tí nữa. Ở đây có câu 8 n bằng 5 đây tẹo nữa thì sẽ giải cho chúng ta xem câu 8 n bằng 5 cho so xịn nha các em nhá. Nhưng bây giờ mình trước khi mình sang câu 8 mình sẽ giải câu 7 đã. Trong đề thi trung học thông quốc gia năm 2020, dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Đây, dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Thì cái dung dịch mà khiến quỳ tím chuyển sang màu xanh ấy, thì nó không thể là alanin được bởi vì alanin thì nó có một nhóm COH và một nhóm NH2 đúng không? Không thể là glycine được bởi glycine cũng một nhóm COH, một nhóm NH2. Công thức của glycine đấy ạ. CH2 này, COOH này, NH2 này. Alanin là CH này, COOH này, NH2 này, NH2 này CH3 này. Đúng chưa? Acid glutamic cũng không được bởi vì nó có hai nhóm COH và một nhóm NH2 nên anh axit glutamic này nó lại còn làm sao? Nó lại còn làm quỷ tím trở nên màu đỏ cơ. Vậy ở đây chỉ có anh metinamin CH3 NH2 thôi, nó là anh có tính ba dư. Nhà ba dư nó còn mạnh hơn cả NH3. Chính vì vậy nên nó sẽ làm quỷ tím chuyển sang màu xanh nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À? Và bây giờ chúng ta sang câu số 8. Đây, lại một câu về đồng phân amin. các em thử coi xem nào. Các em thử 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 thử, comment đáp án xem nào. Số đồng phân amin bậc 1 ứng với công thức này là thầy vừa nãy thì nhìn thấy là có một bạn, bạn ấy hỏi là thế thì C5 thì sao? Thì bây giờ đây, bây giờ chúng ta sang C5. Nào. C5 thì sao ạ? À? câu chuyện nó rất rất đơn giản về cái skill của thầy, cái skill này cái skill bá đạo bậc 1 bậc nhất. Nếu skill này là bậc nhì thì không ai dám bảo là có một skill bậc nhất khác. Bởi vì skill này của thầy nó ứng dụng được cho cả ancol, cả aldehyd, an cả axit, cả este, cả amin. Đây ạ. mình lại đưa về rất đơn giản C5 H11 NH2 và câu chuyện chúng ta lại đọc 3 4 5 2 4 8. Đúng không ạ? Vậy 5 có 8. 8 đồng phần. À rất nhẹ nhàng, rất đơn giản và chúng ta tiếp đất và chọn được đáp án A. Không mất một tí công sức nào Không nhọc lòng Câu số 9 ạ à, Chúng ta vừa mới viết về cái uh, Trong phân tử glycine sau đúng không em? Đây COOH này CH2 này NH2 này Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Trong phân tử glycine thì có một nhóm COOH đúng không? Đáp án đúng là đáp án B Câu số 10 ạ à, Cho các dung dịch sau Số dung dịch làm đổi màu Làm đổi màu phenol phthalin ạ Dung dịch nào làm đổi màu phenol và talin ạ? Phenol và là nó định hướng cho bọn kiềm các em nhá. Vậy để làm đổi màu phenol và thì nó phải có tính kiềm đủ mạnh ạ, đủ mạnh nhá. Ôi, thầy nhìn thấy có nhiều bạn đã comment đáp án câu 9b. Ok, tuyên dương tất cả các em nhá. Tuyên dương tất cả các bạn và các em đã comment chính xác đáp án câu số 9. Giờ mình sang câu số 10 ạ. Câu số 10 Những dung dịch nào Đúng rồi Bà con 58 thầy xịn mà đúng không Đấy Kinh dị luôn Câu số 10 Số dung dịch làm đổi màu phenol và talin Thì các em chú ý cho thầy nhá Anilin không làm đổi màu phenol và talin Tại vì anilin tính bao giờ yếu c 3 nó ai có Đây chúng ta nhìn này Anh chất thứ ba này có hai nhóm n 2 và một nhóm CH, số lượng nhóm nở 2 lớn hơn số lượng nhóm CH nên có làm đổi màu anh thứ ba này có một nhóm CH một nhóm hai nên không cân bằng nhau vậy mình chỉ có hai chất thôi đáp án đúng đáp án D rất dễ dàng đúng không câu số 11 ạ cho các chất sau số chất tác dụng được với NaH trong dịch là các bạn vẫn hay là sợ những phần này đúng không thì ngày hôm nay ở đây thầy sẽ làm cho chúng ta chắc chắn lại là... câu số 11 ạ số chất mà tác dụng được với NaH trong dịch là thì nó chỉ cần có nhóm CH là tác dụng được anh anilin là C6H5 NH2 là không tác dụng được saccharose là C12H22 O11 này là cũng không tác dụng được glycine thì có nhóm COH tác dụng được ngay axit glutamic cũng có nhóm COH nên tác dụng được ngay vậy mình sẽ có hai anh đúng không ạ đáp án đúng chúng ta là đáp án B những câu này quá thấm đúng không và bây giờ chúng ta lại cảm nhận được cái độ thấm nữa ở bên trong cái câu tiếp theo câu số 12 trong đề thi đại học năm 2009 và thực ra thì cái câu này sẽ có rất rất nhiều trong bài kiểm tra của em và chắc chắn các bạn đã gặp rất nhiều rồi. Đây, số đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức này là. Bậc 1. Bậc 1 thì thì ai cũng có thể bắt chiếc được nhưng bậc 2 nó là một sự khác biệt. Đúng không các bạn? Các bạn cùng comment cho thầy đáp án xem ạ. Câu số 12 đáp án gì? Thầy đã nói rồi, cái skill tìm đồng phân của thầy nó là một trong 50 skill cực chất của thầy. Nhá à, có bạn hỏi là nhận quà kiểu gì thì em chỉ cần là tác ba bạn em vào đây nhá và comment đáp án thôi thì hệ thống sẽ lại ngay lập tức gửi cho em cái món quà là 5 đề thi giữa học kỳ kèm giải chi tiết tinh túy nhất của thầy ok ạ câu 12 ạ số đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức này ạ số đồng phân amin bậc 2 ạ bậc 2 nào mình sẽ có là gì các em R1 cộng R bậc 2 là nó sẽ có dạng là R1NH R2 Đúng không ạ? Vậy mình sẽ có này Xét về tổng số tử carbon R1 cộng R2 bằng 4 carbon Lưu ý rằng để là bậc 2 thì điều kiện anh R1 này phải lớn hơn bằng 1 Anh R2 phải lớn bằng 1 Vậy mình sẽ có này 1 cộng 3 2 cộng 2 Và bây giờ câu chuyện chúng ta chỉ cần để đọc 3, 4, 5, 2, 4, 8 Và 0, 1, 2 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 Đúng không ạ? Vậy 1 có 1, 2 có 1, 2 có 1, 3 có 2 1 x 2 bằng 2 1 x 1 bằng 1 2 cộng 1 bằng 3 Vậy suy ra anh C4H11 N chúng ta có 3 đồng phân amin bậc 2. Quá dễ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, xin đâu em. Các em thấy skill tìm đồng phân amin này của thầy xin đâu ạ? Nhưng mà đây chỉ là trong 150 skill của thầy thôi, thầy có rất rất nhiều skill. Câu số 13. Số nhóm các bô xin trong phân tử alanin thì cái này dễ rồi đúng không? Một đúng không? Alanin thì chỉ có một thôi. Quá xịn rồi. Tiếp tục ạ. Câu tiếp theo là câu số 14. Amino acid acetic acid amino acetic thì tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Acid amino acetic tác dụng được với dung dịch nào sau đây? Thì các em lưu ý cho thầy thế này là canh amino acid ý, thì nó ở bên trong phân tử thì luôn luôn có một nhóm CH. Cái nhóm CH này nó thể hiện là tính axit. Được không ạ? Và cái nhóm thứ hai là nhóm NH2. Cái nhóm NH2 này thì nó thể hiện là tính bazơ, giờ Tính bazơ. giờ Vậy Ngay lập tức mình sẽ suy ra được là khi mà tác dụng được với dung dịch nào Thì nó sẽ có tính lưỡng tính Thì nó tác dụng được với cả axit và tác dụng với cả bazơ. giờ Vậy thì nó sẽ không tác dụng với NaNO3 Không tác dụng với NaCl Không tác dụng được với Na2S4 Mà nó sẽ tác dụng được với HCl Ok chưa Và hoàn toàn chúng ta viết được phương trình nhé các em nhé Đây ạ H2N CH2 COOH cộng với lại HCl để tạo thành ClH3NCH2COOH. Đấy các bạn có hiểu bài không ạ? Các bạn có hiểu bài không ạ? Nếu các bạn hiểu bài vui lòng chấm một cái xuống nhá. Câu 15 ạ. Câu 15. Nhìn câu 15 tưởng đơn giản thôi nhưng mà trong quá trình ngồi làm phòng thi ấy, thì cũng có khá nhiều bạn bị nhầm lẫn ở câu số 15 này. Rất là tiếc nhá. Nào chúng ta cùng quan sát ạ, à, câu 15 ạ. À. 15 thì fructose hay Glu thì trong về vấn đề lý thuyết thì chúng ta có nhiều tranh cãi, nhưng mà trong bài tập chúng ta chỉ quan tâm cho thầy là 1 C6 H12 O6 cho ra hai thằng bạc. Là đơn giản nhất. Vì thực ra về lý thuyết thì glucose tráng ở gương còn fructose thì trong môi trường kiềm thì nó chuyển thành glucose và nó tráng gương. Vậy mình sẽ có số mol bạc của mình là bằng 4,32 mà chia cho 108 thì bằng 0,04. Vậy suy ngược lại được số mol 0,04 x 1 chia 2 bằng 0,02. Và 0,02 mà nhân với lại 180 là phân tử khối. 180 là phân tử khối của, của glucose các em nhé. Vậy mình sẽ có 0,02 nhân 180 thì bằng 3,6 gram. Nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Đáp án chính xác nhất của chúng ta nó là đáp án B bỏ. Câu 16 kèm ông lại một câu sử dụng skill của thầy. Các bạn thấy kinh không? Skill có thể ứng dụng dã man không? Đấy, nếu mà chúng ta mà sở hữu trọn bộ skill tìm đồng phân siêu nhanh của thầy Minh thì bá đạo trên từng hạt gạo luôn. Nhá, không có gì phải nói nữa luôn. Xịn. Ok ạ. Nào, chúng ta cùng xem ra nào. Câu 16 các bạn, các bạn thử giải cho thầy xem nào. Các bạn thử giải cho thầy xem câu 16 số đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức này là bao nhiêu ạ? Nào số đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức này là bao nhiêu? Số đồng phân amin bậc 2 nhá. Ứng với công thức này là bao nhiêu? Amin bậc 2 ạ. Số đồng phân amin bậc 2 ứng với công thức này. Sẽ bao nhiêu bạn làm được câu này ạ? Các bạn thử áp dụng như vừa nãy thì hướng dẫn đi ạ. Thử áp dụng tương tự với lại C4 đi ạ. Xem là bao nhiêu đồng phân amin bậc 2 ạ? nó dễ thôi mà nó dễ cực luôn ấy bao nhiêu đồng phấn amin bậc hai à? dễ mà đúng không em bây giờ thầy gợi ý nhá mình sẽ có là gì ạ r 1 nh r 2 nào thầy hướng dẫn để cho các bạn cùng làm được r 1 cộng r 2 bằng mấy ạ nào các bạn cùng tự xem cho thầy xem là r 1 cộng r 2 bằng mấy r 1 cộng r 2 bằng mấy R1 cộng R2 bằng mấy ạ? Dễ ẹc luôn R1 cộng R2 bằng mấy? Bằng 5 đúng không? Thế bây giờ mình có nhé 5 phải phân tích thành tổng của các số hạng Thì 5 của chúng ta Thì yêu cầu là R1 lớn hơn bằng 1 R2 lớn hơn bằng 1 rồi Vậy 5 chúng ta phải phân tích thành tổng của những anh nào? 5 chúng ta phân tích thành tổng như thế nào? À Mình có 5 bằng 5 bằng 1 cộng 4 Đúng không ạ 1 cộng 4 2 cộng 3 Và câu chuyện bây giờ chỉ còn là 3, 4, 5, 2, 4, 8 1 0, 1, 2 chỉ có 1 0, 1 có 0 2 có 0 3 có 2 4 có 4 Tại vì 3, 4, 5, 2, 4, 8 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1 Đúng không ạ? Sorry, 1 có 1 ạ 1 có 1, 2 có 1. 1 có 1, 2 có 1. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 4 cộng 2 bằng 6. Các em thấy phương pháp skill tìm đồng phân của thầy xịn xó không? Kinh điển không? Đỡ tốn bao nhiêu sức đúng không? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok, các bạn hiểu thì vui lòng chấm cái nhá để thầy biết nhá. Các bạn hiểu bài chấm cái để thầy biết nhá. Mình sang câu số 17 ạ. Câu số 17 ạ. 17 ạ. 17 nào. 17 nào các okay. em. 17 đáp án gì ạ? Câu 17 ạ. ST nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Đề bài yêu cầu chúng ta là phản ứng tráng bạc nhá. Thì điều kiện để xảy ra một cái phản ứng mà có tráng bạc ấy điều kiện để xe đá một phản ứng trắng bạc nó là có gì ạ? đầu HCO. Đầu HCO. Thế thì với cái đầu HCO này hoặc là nhóm SO thì mình chỉ cần điều kiện là đầu HCO thôi là mình chọn được ngay đáp án A rồi. Câu 18 ạ, dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? Dung dịch nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím? Thì không làm đổi màu quỳ tím thì tương đương với việc là số lượng nhóm CH phải bằng số lượng nhóm N2 đúng không ạ? Đây COH này bằng NH2 này Vậy đáp án đúng chúng ta nó là đáp án bê bỏ Câu 19 Số nhóm amoni trong phân tử alanin Thì alanin của chúng ta đây ạ COOH CH NH2 CH3 Đúng không? Vậy ở đây chúng ta có một nhóm NH2 B bỏ Câu 20 Câu 20 chất hơn đây này lúc nãy mình đã có đồng phân amin bậc 1, đồng phân amin bậc 2. Bây giờ tăng độ chất là bậc 3. Bình thường ngày trước các em giải bậc 3 ra bao nhiêu? Còn bây giờ thầy hướng dẫn, các bạn hãy comment bình thường ngày trước các bạn giải bậc 3 ra bao nhiêu nhé, còn bây giờ thầy hướng dẫn này. Theo cách của thầy này, mình vẽ bậc 3 ra thôi, R1N R2 R3 và mình phân tích được là R1 cộng R2 cộng R3 bằng mấy các em? R1 cộng R2 cộng R3 bằng mấy? Bằng mấy ạ? Bằng mấy? Nhìn này biết từ nãy giờ làm rồi Phương pháp này giờ thấm nhuần rồi ý chứ R1 cộng R2 cộng R3 bằng mấy ạ? Bằng mấy? Bằng 4 Đúng không? Vậy mình phân tích này 1 cộng 1 cộng 2 0 1 2 chỉ có 1 1 1 1 x 1 x 1, 1 bằng 1 Suy ra có 1 đồng phần rất đơn giản các em thấy xịn không các em hiểu bài không ạ anh em hiểu bài anh em hiểu phương pháp này thì chấm cái ạ đây là một trong số những phương pháp cực kỳ xịn để giải những cái bài thi giữa học kỳ những bài thi và những cái chiêu này nó tăng tốc độ tăng cho chúng ta từ 3 cho đến 5 lần khi mà giải bài tập câu tiếp theo nhá câu số 21 dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ạ? dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh chuyển màu xanh kem nhá từ nãy giờ mình làm quá nhiều rồi alanin không được bởi vì có một nhóm sh một nhóm nh2 đúng không không được ạ à. alanin không được glycine không được vì có một nhóm nh2 một nhóm CH axit glutamic không được bởi vì có hai nhóm CH một nhóm nh2 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án b etinamin ch5 nh2 quỳ chuyển thành màu xanh lè luôn Câu 22 ạ. À. Glucose là một loại monosaccharit có nhiều trong quả nho chín. Công thức của glucose. Thì công thức của glucose nó là C6H12O6 cũng rất đơn giản. Đây này, câu 23 này này, câu mà các bạn hay sợ nhất này. 23 là câu mà các bạn hay bị khủng hoảng nhiều nhất đây. Trong các dung dịch thì số dung dịch phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm là Câu này các bạn thử làm xem thầy thấy, thấy nhá Đa số các bạn học sinh của thầy khi làm câu này là sai lè cổ luôn Thì xem xem là hôm nay xem là các bạn online xem các bạn làm đúng không Đấy, Sau cái câu 23 này mình xuống tiếp tục một câu nữa để ứng dụng skill của thầy luôn Thế thì các bạn em ơi à, Thầy liên tục live stream vào buổi học liên tục ở trên tuần nhá Bạn nào mà muốn theo dõi Bạn nào mà sợ mất gốc hóa, bạn nào sợ nát hóa và muốn lấy gốc hóa thì nhớ kết bạn với nick Facebook của thầy là Vũ Tuấn Minh hoặc là follow xem trước fanpage của thầy là fanpage hóa học thầy Minh nhé. Đấy, fanpage của thầy Phim fanpage hóa học thầy Minh. nhá thầy có cái khóa học toàn diện S1 và toàn diện S1 trong đó dạy 50 skill và có khóa S2 khóa tổng ôn là khóa chuyên học các cái skill nâng cao để chinh phục kỳ thi trung học thông quốc gia. bạn nào mà học hóa mà sợ hóa mình muốn học giỏi hơn về môn hóa thì có thể tìm hiểu các khóa học của thầy bằng cách là inbox cho fanpage nhé nào tiếp tục ạ câu số 23 số dung dịch phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm ạ thì ở đây mình cần nắm được là điều kiện nhé điều kiện để phản ứng được với CH2 lần trong môi trường kiềm là gì thì điều kiện để phản ứng được với ch lần, lần trong môi trường kiềm là hoặc là OH đa kề. Đa đa rồi nhưng phải kề nhé. Hoặc là gì? Là tripeptide trở lên. Peptide trở lên. Vậy ở đây mình có này, glycerol OH đa kề. Đây glycerol OH đa kề chặt luôn, bạn nào quên thì nhìn vào đây là biết ngay. Ba nhóm OH đa đa lại còn kề. Đúng chưa? Albumin là protein saccharose hoặc đa kể glucose hoặc đa vậy suy ra là cả bốn anh cả bốn anh vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án a bốn rồi những bạn nào bảo là cái phương pháp này không xịn đi thì nhìn vào câu 24 này này cái phương pháp của thầy Minh này này các bạn cùng làm cho thầy câu 24 xem xem câu 24 đáp án gì ạ à? 24 các em ơi comment cho thầy đáp án câu 24 nào 24 ạ. Các bạn cùng comment cho đáp án câu 24 ạ. Số đơn phân amin bậc 3. Amin bậc 3 ứng với công thức này ạ. Amin bậc 3 các em nhé. Vậy là nó sẽ phải có dạng gì ạ? R1, N, R2, R3 đúng không ạ? Vậy thực ra mình ghi thầy ghi này để cho các em hiểu thôi, còn về mặt bản chất chúng ta không cần ghi. Chúng ta chơi theo kiểu là ba số hạng luôn. Vậy mình sẽ có là gì ạ? 1 cộng đây ạ. R1 cộng R2 cộng R3 bằng 5 và mình phân tích được 5 bằng 1 cộng 1 cộng 3. 1 cộng 2 cộng 2. 0, 1, 2 thì chỉ có 1, 1, 1, 1, 1, 1 3 mình có 2. 1 x 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 x 1 x 1 bằng 1. Vậy mình có 2 cộng 1 bằng 3. 3 đồng phần. Ok chưa? 3 đồng phân amin bậc 3 ứng với công thức này. Dễ nhá. Đấy các bạn thấy skill thấy giá man không? Câu 25 ạ. Cho 1,5 g fruct 1, 1 C6H12O6 thì ai cũng nắm được là một anh này nó sẽ sinh ra hai anh bạn. Chuẩn chưa? Chuẩn bài chưa? Vậy ở đây mình có này, số món bạc của mình số mon fructose bằng 1,

ch 3 co và CH5OH. Công thức cấu tạo của X thì X mà thủy phân nhá, tác dụng với NaOH mà thu được anh ch 3 co và anh C2H5OH thì cái câu chuyện rất đơn giản chúng ta ghép lại thì anh X chúng ta chính là ch 3 coc 2 5 rất dễ dàng. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Xịn sò các em nhá. Câu 27 này là câu mà thầy trong quá trình thầy dạy ấy, thì thầy nhìn thấy rằng là có khá nhiều bạn bị vướng mắc ở câu 27 này bởi vì là các bạn không có nhớ được lý thuyết thực sự mà nói trong quá trình thầy đi dạy thì thầy thấy rằng là kể cả các bạn học giỏi hay các bạn học kém các bạn học kém thì là do là các bạn không nắm chức chắc được kiến thức nền tảng còn các bạn học giỏi thì các bạn lại đa số chỉ tập trung vào các bài tập thôi mà bạn quên mất một cái sự quan trọng của lý thuyết chính vì vậy các khóa học do thầy sản xuất ra liên tục đề cao lý thuyết và liên tục làm chắc cho tất cả các bạn và các em nếu tham gia khoa học của thầy các bạn đều biết là khoa học của thầy mình là khoa học để lý thuyết chất nhất và mục tiêu của thầy là để làm cho tất cả các bạn học sinh của thầy đều làm đúng 24 câu lý thuyết trên 24 câu trong đề thi trung học thông quốc gia và chinh phục nỗi sự hãi lý thuyết song song với đó là những skill cực dị cực độc như cái skill các em vừa học các nhà đúng không các em thấy đọc không mình chiến tiếp nhá câu 27 ạ vì vậy nên bạn nào mà muốn Tìm nhiều các khoa học của thầy thì vui lòng inbox cho fanpage khoa học thầy Minh nhé. Câu 27 ạ. Kết quả thí nghiệm của các chất XYZ với thuốc thử được ghi ở bảng sau. Đây chúng ta quan sát ạ, chất X vào và dịch iốt có màu xanh tím các bạn nhìn thấy chưa? Vậy trong bọn caprolact mình chỉ có một thằng thôi tác dụng với iốt mà màu xanh tím đó thằng tinh bột. Vậy không thể là 18 format và anilin được. Y vào AgNO3 dung 3 tạo kết tủa bạc thì Y không thể là anilin được bởi vì anilin sẽ sói năm nữa hai không tạo kết tủa bạc và nó chỉ có thể là etin format HCO CH5. Vậy đầu HCO nên có cái tổ bạc. Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Úi giời ơi, câu 28. Câu này là một câu bot về đồng phân của bọn amin. Và không phải ai cũng có thể giải được đúng ở cái câu bot đồng phân amin này. Các bạn cũng có comment đáp án cho thầy xem ạ, câu 28 đáp án gì ạ? Câu 28 ạ. Các bạn comment đáp án cho thầy xem Câu 28 đáp án gì? Các bạn chọn câu 28 đáp án gì ạ? À không quên, quên mất tí nữa thầy quên mất đấy ạ. Thầy có tự tay, tận tay soạn ra 5 cái đề thi giữa học kỳ cực kỳ chi tiết, cực kỳ tâm huyết dành cho tất cả các bạn và các em và giải chi tiết rồi, có cả file giải chi tiết ở phía dưới, cực kỳ đẹp, nét căng luôn. Nhá. Bạn nào muốn nhận được bộ 5 đề thi giữa học kỳ này thì vui lòng là tác thêm ba bạn của các em vào đây để nhận được đề ngay phần inbox những bạn nào nhận nhận được đề rồi ới cái xem nào chụp ảnh gửi vào đây cho thầy xem được không thầy nghĩ là từ nãy đến giờ là có khá nhiều bạn nhận được năm đề rồi đúng không ạ những bạn nào nhận được rồi thì điểm danh cái nhỉ chấm cái chấm cái để 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 cho các bạn biết là các bạn đã nhận được đề đâu đã mình quay trở lại câu 28 nhé 28 vẫn chưa thấy bạn nào comment đáp à án luôn 28 khó vậy ạ à? Thực ra 28 không khó Mà 28 dễ nhầm Cái độ nhầm của 28 nó nhiều hơn là độ khó Các em ạ 28 đấy Thế thì muốn làm được 28 ấy, Thì chúng ta cần phải nắm được cái điều gì Muốn làm được 28 thì đầu tiên Thì đầu tiên nhá 28 ấy, thì đầu tiên Chúng ta phải nắm được thế nào là đồng đẳng Thì đồng đẳng ấy Nó là tập hợp những cái hợp chất hữu cơ Đấy chưa Hơn kém nhau một hay nhiều nhóm xét 2 Điều kiện đầu tiên là hơn kém nhau một cái nhiều nhỏ Z2 Và làm sao ạ? Và nó có cấu trúc tương đồng nhau Các bạn nhớ chưa? Cấu trúc tương đồng nhau Vậy đầu tiên mình sẽ có này Anilin đã Nhá Anilin Đây Anilin này Anilin này N2 Thì cấu trúc của anh Anilin này này Là nó có nhóm N2 đính vào vòng bên gen. Các bạn nhìn thấy chưa? N2 đính vào vòng bên gen. Nhá Vậy suy ra tất cả những anh C7H9D này là đồng đẳng của anilin thì phải có nhóm thứ 2 đính vào vòng benzen. 7 carbon. Đây ạ, nhóm thứ 2 đính vòng benzen. Vậy là còn một nhóm c 3 nữa thì c 3 nữa cho chạy trên cái vòng benzen này. c 3 nữa cho chạy thì đính vào đây là đồng phân số 1, đính vào đây là đồng phân số 2, đính vào đây là đồng phân số 3, đúng không ạ? Tương tự đối đỉnh 1 2. Vậy suy ra chúng ta sẽ chỉ có mấy thôi? Chúng ta chỉ có 3 thôi các em nhé. Chúng ta chỉ có 3 thôi nhá À có bạn vừa bảo với thầy là em tác bạn bè rồi nhưng chưa nhận được đề à, Bạn uh, Dương Đặng ơi em 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 chú ý nhá à, Chắc là do là có quá nhiều bạn Nên là hệ thống đang gửi tin nhắn hơi mít tí Em đợi một tí tẹo đúng không ạ Hoặc là em có thể là like cái buổi like ngày hôm nay Thích cái buổi like ngày hôm nay Xong rồi là share cái buổi like ngày hôm nay lại về tường để được ưu tiên nhận được tài liệu trước em nhá Rồi ok các bạn có hiểu cái câu 28 này của thầy giải không? hiểu thì chấm cái nhá Ok ạ Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi học ngày hôm nay Đây bây giờ đến câu 29 này Một nỗi sợ hãi của các em Và thầy sẽ hướng dẫn chúng ta làm thật kỹ cái câu này Câu 29 trong đề thi Trung học Tốt Quốc gia năm 2018 Thực hiện các thí nghiệm sau Số thí nghiệm xảy ra phản ứng là Đó, Các bạn cũng chọn cho thầy xem nào Có bao nhiêu thí nghiệm cùng xảy ra phản ứng Đầu tiên nha sục khí CS3 N2 và ông dịch CS3 COH có sẽ ra phản ứng không? Thì câu trả lời của thầy là có. Anh này có tính bazơ, anh này có tính axit tác dụng với nhau để tạo thành CS3 cooh 3 n CS3 đây là muối amoni các em nhé A à, có. Ý B này, đun nóng tinh bột trong h này bốn loại. Thì chúng ta lưu ý cho thầy rằng là những cái bọn mà disacarit và polysaccharit Ví dụ như disacarit là saccharose, maltose, còn tinh bột và cellulose là polysaccharide thì dễ dàng bị thủy phân trong môi trường axit. Vậy là B là có nhá. Sục khí hydro vào nồi kín chứa triolin. Cái này như bạn nhầm này. Triolin là chất béo được tạo bởi từ gốc axit béo C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Và cái gốc này này là có một đối đôi CC là gốc không no. Nên nó sẽ dễ dàng tác dụng hydro để tạo thành C17H35 COO tất cả 3 lần C3H5 Được không ạ? Ăn 3 thai Xúc tác nhi kèm nhiệt độ Được chưa? Vậy này, sụp khí hydro và là có phản ứng Nhỏ vài giọt nước brom vào dịch anilin Nhỏ vài giọt nước brom vào dịch anilin Chúng ta vừa mới viết phương trình này xong đúng không ạ? Giỏ vài giọt nước brom vào dịch anilin Mình sẽ thu được kết tủa máu Kết tủa màu trắng đúng không em? D lại có phản ứng nữa Cho dung dịch HCl vào axit glutamic Cái này mình phải nhớ axit glutamic là có một nhóm NH2 hai nhóm COH đúng không ạ Và một nhóm NH2 này này Thì nó dễ dàng tác dụng với HCl Để tạo thành muối Vì vậy nên E có sẽ là phản ứng F Cho dung dịch metin format Metin format HCOOCH3 HCOCH3 Thì chúng ta biết rồi Đầu HCO thì chắc chắn tráng bạc Đúng không? Vậy thì F cũng có Ui ơi Này nói thật chứ Đi thi mà mình mà làm thì cả 6 cái thằng Nó đều thực nó đều, thực hiện đều xảy ra phản ứng như này Thì cũng hơi hoang mang đúng không em? Hoang mang tột độ ấy mà thực ra nó đúng đấy Có 6 ạ Đâu Đúng đáp án C. Sí. Đúng không ạ Câu cuối cùng trong buổi học ngày hôm nay Vẫn là một câu Chọn số phát biểu đúng ạ à? Các bạn cùng comment cho thầy xem nào Câu 30 Các em nghĩ là Bao nhiêu phát biểu đúng ạ à? Bao nhiêu phát biểu đúng ạ à? Ô nhiều bạn chưa, chưa nhận được vậy à? Các em đợi một tẹo nhá, Các em đợi một tẹo nào Ok ạ Câu 30 nào Câu 30 nào Đấy các em thấy không Hôm nay nhá Với buổi học của hôm nay Thầy hướng dẫn cho chúng ta Một cái skill Một trong số những skill cực độc của thầy Để tìm đồng phân amin Thế là lúc nãy Các bạn bảo là Hai ba con mực học hóa khó cực đúng không Thì bây giờ là thế nào Hai ba con mực học hóa xịn cực chưa Hai ba con mực học hóa dễ cực chưa Quá xịn Nhờ yeah. 30 ạ, cho các phát biểu sau số phát biểu đúng này. Nước chanh khử được mùi tanh của cá thì mình phải nắm được thế này. Mùi tanh của cá. Mùi tanh của cá là nó bắt nguồn từ đâu? Mùi tanh của cá là nó bắt nguồn từ cái những cái amin nằm ở trong con cá nhá, nó gây nên mùi tanh. Thì amin có tính 3 giờ. Tính 3 giờ. Được chưa? Thế còn nước quả chanh thì nó có tính axit thì axit tác dụng với e bazơ là chuyện tất yếu rồi nên chính vì vậy nên các cụ chúng ta hay sử dụng nước quả chanh để khử mùi tanh của cá. Chính xác luôn. Được không ạ? Fructose là monosaccharide duy nhất có trong mật ong cái chỗ này các bạn hãy nhận. Glucose chiếm 30% trong mật ong, fructose chiếm 40% trong mật ong nên Fructose không phải là duy nhất có cả glu. Có điều glucose nó chỉ phần trăm thấp hơn mà thôi một số este hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ để dùng làm dung môi chính xác vải vải được làm từ tơ ni lông sáu sáu bền trong môi trường ba hoặc môi trường axit cái này thế này nhá sai tại vì làm sao tại vì thế này các em nhớ này này ni lông sáu sáu là nó có liên kết nhco và cái liên kết nhco này này thì nó cực kỳ cực kỳ kém bền nhá nó kém bền trong môi trường axit và kém bền trong môi trường bazơ tại vì nó rất dễ bị thủy phân nó bị thủy phân trong môi trường axit và môi trường bazơ vì vậy nên bền là sai sản phẩm của phản ứng thủy phân saccharose thì ai biết rồi sac thì chúng ta thủy phân ra thành glu và fructose, chính vì vậy nên sản phẩm của phản ứng thủy phân xác Carose được dùng trong kỹ thuật tráng hương là chính xác vậy hoàn toàn câu 30 ở đây của chúng ta có 3 phát biểu đúng đáp án đúng là đáp án B Ok chưa ạ Đấy, thì trên đây thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta 30 câu dễ xuất hiện trong đề thi giữa học kỳ 1 Thực ra 30 câu này thầy chỉ muốn ôn lại cho chúng ta về những câu lý thuyết dễ hay sai thôi Chứ chưa phải, chưa hẳn là một trong số những cái đề thi giữa học kỳ căng cực Đề thi giữa học kỳ căng cực thì liên tục được thầy chữa trên fanpage của thầy và những câu mức độ vận dụng cao cũng liên tục được thầy chữa Nhưng trong quá trình thầy dạy thầy biết rằng là Các em đôi khi chúng ta cứ mãi đi làm những câu khó mà quên mất những câu dễ Và chúng ta rất dễ bị mất điểm ở những câu dễ và sai ngu này Chính vì vậy nên hôm nay thầy thực hiện cái buổi live này Với hai mục đích Mục đích thứ nhất Ôn lại cho ta chắc chắn lý thuyết hơn Nhất là lý thuyết phần trường amin Amino acid peptide protein Thứ hai Là mặc dù thầy đã từng dạy cái phương pháp bốn 248 cho đồng phân amin rồi. Nhưng hôm nay thầy còn cho chúng ta nhìn thấy rằng là những ở trong đề thi Giữa học kỳ người ta có thể hỏi cái phương pháp tiền đồng phân của thầy dưới dạng những câu nào và ôn lại một lần nữa cho các bạn về phương pháp tiền đồng phân này để cho các bạn biết được rằng là trên đời tồn tại rất nhiều phương pháp giải nhanh hóa mà nếu mà em chưa giải được nhanh môn hóa là bởi vì em chưa từng được chạm tới những phương pháp đấy mà thôi và rất là hạnh với các em thầy là người dìu dắt cho các em tới những phương pháp đấy ok ạ và rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã theo dõi buổi live ngày hôm nay à, các em có thể follow xem trước fanpage của thầy hóa học thầy minh các bạn thắc mắc gì về môn hóa có thể inbox cho fanpage của thầy hoặc inbox cho nick cá nhân của thầy là vũ tuấn minh rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em nhớ theo dõi fanpage của thầy liên tục để cập nhật các đề thi giữa học kỳ và giải nhanh các đề thi giữa học kỳ nhanh nhất học hóa thầy Minh hóa cực kỳ bản chất rất cảm ơn tất cả các bạn và các em ok ạ các em ơi thế là các em đã thấy chưa thế là cái buổi ngày hôm nay nhá thế là mình học là hai ba con mực học hóa sướng cực bye bye chào tạm biệt các em hẹn gặp lại các em vào các buổi live sau chào tạm biệt